đầy đủ hơn và không bị chèn nhạt vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả